giải phẫu chi trên, các cơ chóp xoay. Video này trình bày giải phẫu các cơ chóp xoay, những cơ sâu ngắn, đi từ xương bả vai đến đầu trên xương cánh tay, và có vai trò rất quan trọng trong giữ vững và vận động khớp ổ trào cánh tay. Trước khi chúng ta xem xét các cơ chóp xoay, chúng ta hãy xem qua hai gần cơ dài, xuất phát rất gần khớp vai, và nằm sâu hơn các cơ chóp xoay. đó là đầu dài gân cơ nhị đầu và đầu dài của cơ tam đầu. Đầu dài của cơ tam đầu xuất phát ở đây, trên củ dưới ổ trào. Đầu dài của cơ nhị đầu xuất phát ở đây, ở củ trên ổ trào. Để đến củ trên ổ trào, nó đi vào trong bào khớp, ở trên tròm xương cánh tay. Các cơ chóp xoay bây giờ chúng ta hãy xem bốn cơ ngắn giữ vững khớp vai có ba cơ ở phía sau một cơ ở phía trước cơ ở phía trước là cơ dưới vai nó xuất phát từ hố dưới vai ở mặt trước của xương bà vai gần cơ bám tận ở đây trên cụ bé xương cánh tay cơ dưới vai có tác dụng xoay trong xương cánh tay khi hoạt động một mình hoạt động cùng với các cơ chóp xoay nó giữ trỏm xương cánh tay vào ổ trào khi các cơ lớn khác hoạt động ở phía sau có hai cơ ở phía dưới gai của xương bả vai và một cơ ở trên cơ ở trên là cơ trên gai cơ này xuất phát từ hầu như toàn bộ hố trên gai cơ đi qua bên dưới mỏm cùng vai và bám tận ở đây trên củ lớn xương cánh tay gân của cơ trên gai đi qua một khoảng hẹp. Giữa mỏm cùng vai. Và tròm xương cánh tay. Có một túi thanh mạc lót ở đây, giữa gân và mỏm cùng vai. Cơ trên gai khởi đầu và duy trì động tác dạng xương cánh tay. Hai cơ bên dưới gai xương bả vai là cơ dưới gai. Và cơ tròn bé. Hai cơ này có nguyên ủy ở hố dưới gai cơ giới gai ở đây. Và cơ tròn bé ở đây. Cơ giới gai bám tận ở đây, ở phía sau của cú củ lớn, và đây là nơi bám của cơ tròn bé, ngay bên dưới. Cả hai cơ này tạo nên động tác xoay ngoài của xương cánh tay. Bốn cơ ngắn này. Cơ dưới vai. Cơ trên gai. Cơ dưới gai. Và cơ tròn bé hội tụ trên xương cánh tay để tạo nên một cái chóp hoặc chụp gần như liên tục lên chỏm xương cánh tay và do đó còn được gọi là các cơ chóp xoay. Các gân cơ này, cùng với đầu dài của cơ tam đầu ở dưới, giữ cho chỏm xương cánh tay khỏi trượt ra khỏi ổ trào rất nông. Cơ tròn lớn và cơ quạ cánh tay Ngoài ra, còn có hai cơ khác cần chú ý cũng đi từ xương bả vai đến xương cánh tay. Một cơ ở phía trước và một cơ ở phía sau cơ ở phía sau là cơ tròn lớn nó xuất phát từ đây trên phần dưới bờ ngoài của xương bà vai và bám tận ở đây trên màu của cô bé cơ tròn lớn là một cơ khép xương cánh tay khá mạnh và trợ giúp xoay trong ở phía trước đây là cơ quạ cánh tay nó xuất phát từ mỏm quạ nó bám tận xuống dưới đây trên xương cánh tay cơ quạ cánh tay trợ giúp động tác gấp của khớp vai. Về phân bố thần kinh Cơ dưới vai được phân bố bởi dây thần kinh dưới bả vai, C5, C6. Cơ trên gai và cơ dưới gai được phân bố bởi dây thần kinh trên bả vai, C5, C6. Cơ tròn bé được phân bố bởi dây thần kinh nách, C5, C6 cơ quạ cánh tay được phân bố bởi dây thần kinh cơ bì, C6, C7. Cơ tròn lớn được phân bố bởi dây thần kinh dưới bả vai, C5, C6. Bàn thêm về vận động dạng của xương cánh tay. Hoạt động dạng của xương cánh tay có sự phối hợp hoạt động của cơ delta và chụp xoay. Ở tư thế giải phẫu, tác dụng của cơ delta là kéo cánh tay lên trên cơ có tác dụng dạng và nâng cánh tay là cơ trên gai và cơ delta mặc dù cơ delta là cơ dạng mạnh nhất nhưng không phải là cơ bắt đầu động tác dạng mà là cơ trên gai các cơ trục xoay dạng đồng thời hạ đầu xương cánh tay xuống hố ổ trào hạn chế động tác kéo lên của cơ delta nhờ đó đưa cánh tay lên một góc thuận lợi cho hoạt động của cơ delta nếu các cơ chóp xoay bị yếu hoạt động quá mức của cơ delta trong động tác dạng sẽ kéo đầu trên xương cánh tay lên trên gây đụng chạm các thành phần dưới mỏm cùng vai gọi là hội chứng chạm các thành phần đó có thể là gân của cơ trên gai hay là túi thanh mạc dưới mỏm cùng vai